test full tính năng cho anh em. Giá thì rất rẻ thôi, 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng, các bác làm được gì? Các bác mua ngay cái cục này. 1.000.000 đồng các bác nếu mà có nhu cầu mua ngay cái cục này để dùng. Quá nhiều tính năng. Con đầu này băng cassette của nó cũng trong vắt luôn anh em ạ. Thường thì nó sẽ không được trong như này đâu. Bởi vì đầu từ rồi theo thời gian thì nó sẽ bẩn đi và nó sẽ không còn trong mượt mà như này. Như con này chạy đây, lần đầu tiên mà chạy băng cassette mượt thế đấy.